Hello, xin chào tất cả anh em YouTube nha. Thì hôm nay mình lại làm video mình chia sẻ với anh em ở đây. Thì hôm nay mình cũng không có chia sẻ gì nhiều, nói chung là mình cũng vừa mới tập xong. Mình vừa mới tập show xong rồi giờ mình pha quay mình uống thôi. Thì nói chung là mình cũng không có bữa nay không có gì chia sẻ thì tại vì nói chung là mình cũng quen kiểu mà làm video đó mọi người. Mà không làm thì nó cũng ngứa ngứa hay sao, cho nên là mình cũng ráng, mình cố tình mình làm một cái video ngắn, mình vừa uống quay mình tâm sự với anh em chút xíu. Thì tâm sự về cái vấn đề mà bữa giờ dịch đó, là hôm bữa mình có nói anh em là không có lên tiệm được á, thì đúng là mình không có lên tiệm được. Nhưng mà hôm nay thì mình lại vẫn ngồi ở tiệm, thì chỉ là cái video hôm trước thôi, cách đây ngày hai ngày vậy đó. Nhưng mà hôm nay mình vẫn ngồi ở tiệm được là vì anh em biết sao, thì cái chốt ở dưới mình thì nó vẫn chặn thì mình không qua được. Nhưng mà hồi sáng này là mình qua không được, nhưng mà hồi trưa này thì mình có hỏi một đứa em nó làm trong công ty á, nhỏ bé đó là nó làm trong công ty, nó có quen người bạn cũng ở đâu với mình á, nhưng mà nhỏ đó nó lại biết đường đi thì chỉ cho mình rồi mình mới lên đây được. Kiểu như là mình đi đường vòng á anh em, đi đường vòng mà gặp mấy dưới quê mà anh em cũng biết rồi đó. Mình là ở dưới huyện Châu Thành, tỉnh Long An á, thì ở dưới quê thì anh em cũng biết rồi đó, ba cái đường mà dạng như đường làng ngõ ngách nó nhiều lắm. Tại vì mình không có biết hết thôi, chứ nếu mà mình biết hết thì cái đường đi nó cũng không có khó. Tại mình đi vòng vòng họ nó cũng ra, nó cũng lên tới thành phố Tân An. Đó thì cho nên là mình mới được ngồi đây mình chia sẻ với anh em. Được tập, nãy mình cũng mới tập xong rồi giờ mình quay video mình chia sẻ với anh em. Pha muốn quay uống chia sẻ với anh em xem chơi cho vui thôi. Đó. Cái hộp này cũng là hộp R1 vị cà phê nè, bữa giờ mình khui hình như là ba hộp cà phê mình bán lẻ cho anh em rồi đó. Mới bán 30 muỗng cho bạn kia. Đó. Thì giờ pha muỗng uống chơi cho vui thôi. Mình xin lỗi, pha muỗng uống tập xong, pha muỗng uống cho nó đỡ bị gọi là bị đói anh em, thì mình cũng đang đói rồi đó, tập xong là đói rồi đó, uống muỗng cho nó bớt đói rồi về nhà ăn cơm vậy thôi. Thì nói chung là mình mỗi một lần mà mình bán lẻ cho anh em là mình phải bỏ luôn cái muỗng vào bên trong cho anh em đặng mà kiểu như bán lẻ mà anh em kiếm một cái hũ xong rồi bỏ luôn cái muỗng ở trong đó cho anh em để mà anh em có muỗng nó múc. Còn mình thì giờ mình cũng không còn cái muỗng nào cho nên là đổ chút vô chứ giờ cũng đâu biết đong lường gì đâu. Nay mình cạo râu nhìn nó cũng đỡ dài hơn rồi, thấy không? Bữa đây râu dài quá, không có thời gian để mà không có thời gian cạo râu luôn anh em. Thì chắc là ngày mai mình sẽ cũng đi cái đường này rồi để mà chạy lên trên công ty, để mà tại vì anh em biết sao, cái công ty của mình nó khác và cái công trình nó khác nhau, nó là hai chỗ chứ nó không giống nhau. Cho nên là hồi sáng này cũng có một số anh em mang đồ lên trên công trình ngủ rồi đó, ăn ngủ nghỉ ở trên đó. Còn mình thì mình chắc là mình xin đi về thôi, tại vì thứ nhất là mình còn phải về tiệm, có anh em nào mà đặt online thì mình còn có thể mình giao được, nếu mà giao được thì giao. Với thứ hai là mình phải về nhà, tại vì mình còn bà xã ở nhà nữa, với lại bé mới 2 tuổi, hơn 2 tuổi, với lại bà xã đang mang bầu, thì nay cũng khoảng 5 tháng mấy, 6 tháng, 7 tháng gì đó, khoảng 6 tháng á. Cho nên là mình phải về chứ mình không thể nào mình ở tại công trình được, nó xa lắm, từ nhà mình mà lên công trình là độ khoảng gần 50 cây số. Nó khá là xa cho nên là mình không thể nào mình ở trên đó, lỡ nó có sự cố hay là có cái gì trục trặc thì chạy về nó chua lắm anh em, chua lắm. Đêm hôm mà mình chạy về nó thì nói chung là nay mình chỉ làm một cái video ngắn là mình tâm sự với anh em cho nó đỡ ghiền, nói chung là đỡ ghiền đỡ buồn thôi. Chứ video này mình không có chia sẻ, cũng chẳng có quảng cáo hay là nói gì về thực phẩm bổ sung hết. Thì thực phẩm bổ sung thì nó cũng có nhiêu đó, nó cũng không có gì mới mẻ hết. Chỉ là sắp tới mình có đặt một hộp vitamin mà cái loại Women đó anh em, Alive Women mà dành cho phụ nữ á. Thì bà xã mình đang mang bầu thì mình lấy cái hộp đó về mình cho vợ mình uống luôn. Thì nó có một chút khác biệt so với lại cái hàng vitamin dành cho bà bầu. Thì để ít bữa nó có hàng về thì mình sẽ làm cái video mình so sánh coi là bà bầu có nên uống cái loại đó hay không và uống như thế nào. Thì mình sẽ dùng cái kiến thức mà mình biết được, mình chỉ biết chút chút thôi, rồi mình chia sẻ với anh em. Thì bạn nào mà thích thì xem chơi cho vui thôi. Tại vì anh em biết sao, cái hàng vitamin mình bán á, cái loại uống mình thì có 200 250,
Còn cái loại mà dành cho bà bầu anh em biết sao, nó có 100 viên mà nó tới 1 triệu mấy lận. Còn cái loại uống mà nó có 50 viên mà cho 250 ngàn thì để xem coi mình có nên mua cái loại nào. Rồi, xin chào anh em nha. Thì nay chứ mình chỉ làm cái video nhỏ nhỏ ngắn ngắn này để mà mình tâm sự chia sẻ với anh em thôi. À, cảm ơn tất cả anh em đã xem cái video của mình nha. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người nha, bye bye nha.